Chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Super Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod biệt đội những người anh em siêu nhân cuồng phong đi phượt cắm trại các bạn ha. Nhưng mà ngày hôm nay thì tụi mình sẽ không đi phượt bằng xe máy. Uầy! Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ đi phượt bằng xe off-road các bạn ạ. À, không, đi xe máy thì cái biệt đội này của mình nó hay bị loạn choạng lắm. Nên là ngày hôm nay mình sẽ đi phượt bằng xe off-road các bạn ha. Và đặc biệt á, là cái con xe off-road của mình đó là mình để trên nóc nhà nha các bạn. Để mình sợ hả ăn cắp á. Cho nên là mình để trên đó. Khi nào cần thì mình chạy đó mình lấy. Còn mà khi không cần làm cách nào để trên đó thì chắc là còn lâu mình mới nói vậy các bạn. Quay, hồi nãy mình rớt xuống dưới đây á, mình tưởng là mình không leo được rồi các bạn. Nhưng mà ở đây rất là nhiều chỗ leo các bạn ha. Tại vì ở trong nhà mình nó có một cái cầu thang. Thì chính cầu thang đó đã dẫn cho mình đi lên trên đây bằng một cái đường ống khói như thế này các bạn. Đó. Nhưng mà ở ngoài thì cũng có khá là nhiều chỗ để cho mình leo lên các bạn ha. Không có sợ không leo lên được. Còn những thằng đồng đội của mình á thì nó bị ngu các bạn ơi. Đây, nó không có biết kiếm cái đường nào để leo được. Hồi nãy thì mình chỉ cho nó leo được, còn bây giờ thì nó bó tay rồi các bạn ạ. Ok, lát mình lên trên đó mình lấy xe phi xuống đây cũng được ha. Đây có rất là nhiều chỗ leo ha các bạn ha. Các bạn chỉ cần các bạn chỉ cần leo cao chút xíu thôi là được. Ủa sao kỳ vậy? Giờ không leo không nhảy được. Quay, chắc hồi nãy là mình gặp hên đó các bạn ạ. Nếu mà mình không phát hiện được cái máy lạnh bên đây đó, thì chắc là mình không biết làm cách nào để mà leo lên luôn á. Rồi, ok. Đây bây giờ thì mình sẽ lấy xe này xuống để mình chở mấy thằng đồng đội của mình đi phượt các bạn ha. Ây da. Đi phượt đi cắm trại. Rồi, lên xe nào anh em. Thì tụi mình sẽ địa điểm cắm trại nó sẽ nằm ở đây nha các bạn. À đâu à? Đây, địa điểm cắm trại mình sẽ nằm ở đây. Đây khúc này nè. À, Boy of Internet nè, thì tụi mình đã có chuẩn bị một những cái túp lều nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên đây rồi. Không, bây giờ chỉ cần tụi mình đi lên trên đó là tụi mình cắm trại được liền luôn á các bạn. Chỉ có điều là cái đường nó hơi xa thôi. Nhưng mà không sao. Với lại hả, siêu nhân đỏ cùng phong cặp tài thì cỡ nào đi cũng được hết các bạn ạ. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ lấy GPS. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ let's go, come on. Không, làm nhiệm vụ hoài thì cũng phải cho tụi nó đi xả hơi một bữa chứ các bạn. Đi xả hơi cắm trại đồ các kiểu đúng không? Chứ bắt nhỏ đi làm hoài là hả trầm cảm luôn á các bạn ạ. Đây đây, hôm nay nó có cái đường đi xuống lẹ hơn. Đường kia nó xa lắm các bạn ạ. À, các bạn thấy mình thông minh chưa? Đây cái đường này là bao gần luôn á các bạn. Đây, let's go, come on baby, chạy hết sức có thể. Nhưng mà xe này nó chạy max ga là nó chỉ được 130 cây số trên giờ thôi các bạn. Tại vì nó là xe upgot, nó thiên về sức mạnh với lại tải trọng các bạn ha. Với lại mình chở 6 người là hết cũng mấy trăm ký rồi. Không, cho nên là tốc độ của nó bị hạn chế, cũng có thể là có lúc lên trăm được trăm rưỡi, trăm sáu các bạn ha. Nhưng phải đường thật là dài, thật là thẳng kìa. Cái còn bình thường thì nó tầm 130-140 à. Tại vì mà chạy hết máy quá thì nó dễ bị hư lắm các bạn. Ồ. Gặp một anh đẹp trai chạy xe gì đây? Gì chạy xe gì á? Ui. Cái xe gì mà quay vòng chơi. Cho mình nằm luôn đi. Nó chạy cái xe gì mình không biết, nó chạy cái xe gì luôn á các bạn. Cái xe gì mà thấy hai cái bánh không à. Còn quý cái mũi vô quay vòng trên đầu nó ấy. Hài vãi linh hồn. Ui. Một phút lơ đảng là hả cái này bốc cứt luôn các bạn ạ. Rồi ok. Quá ngon lành cành đào các bạn ha. Đó, đi phượt là phải đi ra những cái nơi mà đồi núi trùng trùng điệp điệp như thế này nè, đi nó mới đã.
Vậy mới gọi đúng chức đi phù các bạn ha. Chứ còn mà đi đi phượt mà đi qua mấy chỗ mà thành phố với lại đô thị gì đồ á nó chán đó các bạn. Đi phượt là phải đi ra mấy cái vùng đồi núi đồ nhiều cây xanh, như là các bạn đi phượt Đà Lạt hoặc là các bạn đi phượt ở Đồng Nai ví dụ, nơi vậy. À, đây 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 đây, tụi mình tới rồi các bạn ha. Đến lẽ phải đường kia nhưng mà thôi tụi mình đi đường này luôn, tụi mình đi đường gương đường núi luôn các bạn ha. Đó, hôm nay là một cái ngày cắm trại rất là vui vẻ của những người anh em xin nhung đỏ cuồng phong ha. Ui. Ở đây có mấy người leo núi nè các bạn. Ở trong đây thì nó có rất là nhiều người leo núi nha. Có thể là đi bộ lên tới ngọn núi cao nhất trong GTA 5 luôn ấy. Ê, xin lỗi, xin lỗi. Bậy quá bậy. Họ té luôn hai người anh em sinh viên kia của mình luôn rồi. Quay cái bà kia chết chưa? Mình coi coi. Ui, chết luôn các bạn, thành thật rất là xin lỗi. Quay hai mụ đàn bà leo núi các bạn ơi. Hai cô đang leo núi nhưng mà mình lỡ quẹt chút một người rồi. Đây đây. Đây là cái chỗ mà ngày hôm nay tụi mình sẽ cắm trại các bạn ha. Đó, tụi mình đã sẵn sàng sẵn là 2 4 6 cái liều các bạn, tôi bị 5 người nhưng mà tụi mình chuẩn bị sẵn sàng tới 6 cái liều luôn. Các bạn nhìn cái view nè. Ok chưa các bạn? Quá đã luôn các bạn ha. Sáng sớm đó các bạn. Ra đây đón hoàng hôn nữa ha. Hoàng hôn thì nó sẽ nằm ở bên đường chân trời bên kia luôn cơ. Đó tụi mình nằm ở đây cắm trại mà tụi mình có thể ngắm hoàng hôn luôn á. Đó, quá tuyệt vời luôn ha. Với lại hả, sáng mà ví dụ như các bạn mới ngủ dậy á, tầm 4 5 giờ sáng á chưa có hoàng hôn á. Tụi bạn các bạn hả, nướng cá, nướng mực, nướng tôm gì ở đây nè, để ngồi chụm lại ăn uống rồi á. Trời ơi, nói các bạn tuyệt vời ông mặt trời luôn. Không còn gì bằng luôn đó các bạn ạ. Đây đây có lửa lửa củi rồi, tụi mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Mấy này là mấy khách vãng lai nó qua nó chơi thôi các bạn ha. Nó quay nó chơi thôi. Rồi đi đi mấy bạn. Trả chỗ lại cho tôi nha. Đây đồ ăn thức uống là tụi mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi này các bạn không. Cá tôm thịt là tụi mình cho người đem tới đây hết rồi. Để có cả ga gỗ rồi để tụi mình đốt nè. Có thùng nước lạnh để tụi mình gọi là muốn uống nước hay uống bia cũng được nè. Rồi đi 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 mấy bạn ơi. Đây. Rồi đi ra chỗ khác đi. Trả chỗ lại cho tụi tôi chuẩn bị cắm trại à. Đi đi bạn. Đi ra chỗ khác đi. Ôi mấy thằng này nó liều quá ta. Đi mày. Ở đây đụng cái nó không đi và đụng thêm cái nó mới đi các bạn à. Lì. Lì vãi xít. Đây, một cái view mà gọi là cái view nghìn tỷ luôn các bạn à. Anh em bắt đầu vô đây thôi anh em ơi. Chuẩn bị lấy cá, lấy tôm, đồ qua nướng thôi. Đây này. Đây này các bạn thấy không? Đồ hải sản tươi sống. Đây tụi mình bỏ vào đây. Đó. Đâu rồi mấy cái thùng nước đá đâu rồi? Đây mấy thùng nước đá này mình để vào bên đây. Đó. Để tụi mình uống nước ngọt nha các bạn. Có đá thì nó cũng sẽ làm tăng cái độ mà gọi là thưởng thức đồ uống tụi mình. Thôi để qua đây. thêm cái nắp này nữa. Rồi cho mình gao đây luôn các bạn hả. Không. Cho mình gao qua để thi mình muốn nấu nướng cái gì đấy. Còn cái này là tụi mình chỉ để nướng thịt thôi. Còn cái này là tụi mình sẽ làm thêm nước sốt hay là gì đấy, tụi mình sẽ làm thêm này nữa cho nhanh. Đem lửa củi đồ qua. Thấy không? Châm mồi, châm màn đồ. Rồi, ok. Đi thôi anh em. Tuy là ở đây nó có bàn ghế sẵn luôn rồi nhưng mà tụi mình sẽ ăn ở dưới đất các bạn ha. Ăn ở dưới đất nó mới ngon. Không.
ngồi trên tảng đá này ăn nữa các bạn. Mát lạnh dễ chịu. Quá sướng rồi các bạn ha. Hay bây giờ thì tụi mình sẽ đợi tới trời tối rồi tụi mình bắt đầu nướng ăn. Không, trời tối là lạnh se se rồi á. Nướng ăn lúc đó là hả hết sảy cò bảy luôn các bạn ạ. Rồi, ok. Một thời tiết khá là thuận lợi để cho tụi mình có thể là nướng thịt và làm những cái món mà tụi mình thích tới đây các bạn ha. Đó. Rồi đem chuẩn bị tụ tập vào trong đây để nướng thịt ăn nè anh em ơi. Như là tụi mình nghe thấy tiếng gì ở đâu đây á các bạn. Anh em có nghe thấy tiếng gì không? Lấy súng ra nha anh em. Ui. Đi 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 theo tao. Đấy là như là tụi mình nghe thấy có tiếng gì gầm gú ở đây. Hay là tiếng bổ con gì nó kêu la ở đây đó các bạn ơi. Không tao, nãy mình nghe rất là rõ luôn á các bạn. Cái đừng nói trên núi này, ngày hôm nay cũng có quái vật nha. Rồi để tụi mình đi đi xem thử coi xem như thế nào. Em ơi, cái ngọn núi này giống như ngọn núi ma quá vậy ta. Những cái ngọn núi coi con ma là nằm đâu đây hay là bên đây vậy nè. Ai đúng rồi đúng rồi. Đây là ngọn núi ma các bạn ơi. Bên ngọn hải đăng bên kia có thể nhìn qua được bên đây ấy. Đúng không? Ê đừng nói giờ mới giờ này là có ma rồi nha. Mình nhớ ma là từ 11 giờ nó mới xuất hiện mà ta. Ui. Tụi mình đi coi thử coi sao. Thì ở đây nó có quái vật gì không ta? Ui. Trước mặt tụi mình là ai trên đó vậy ta? Hình như có ai đứng trên trển các bạn ơi. Để mình coi thử coi như thế nào. Cái này là ai vậy ta? Tự nhiên một mình nó đứng trên nguyên ngọn núi vậy ta? Ui. Ở đây có khi nào con quái vật không? Để mình coi thử coi làm sao. Mình dùng cái ống ngắm mình coi thử coi làm sao. Ui. Ủa sao cái con này giống như con Billy Willy bữa quá ta. Đúng không? Ủa trên tay nó cầm cái kiếm luôn kìa. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi các bạn ơi. Đúng y chang con bữa luôn. Và cái tiếng gầm hồi nãy mình nghe thấy á, là cái tiếng gầm của chính cái con này tạo ra chứ không ai khác trên ngọn núi này hết á. Ui hôm nay đi cắm trại mà tự nhiên cũng gặp cái con này ra. Con này là con gì đây? Hình như con này là con siêu ly phải không ta? Anh em lên trên đó anh em. Uầy. Này quái vật. Tại sao mày lại đứng một mình mày giữa một ngọn núi cao tới như vậy? Mày là quái vật phương nào? Ngày hôm nay tại sao lại gặp lũ siêu nhân của tụi bay ở trên ngọn núi cao nhất trong 100 năm này chứ hả? À mà không phải, đây chỉ là cao thứ nhì thôi. Bên kia mới là cao nhất. Tao xin tự giới thiệu, tao là quái vật siêu ly Billy, là chủ của cái ngọn núi này. Và tụi mày ngày hôm nay lên trên đây là muốn đi săn tao à? À, tụi tao không có ý định đi săn mày. Hôm nay tụi tao là có kế hoạch cắm trại trên đây. Nhưng mà vô tình tụi tao đã nghe được cái tiếng gầm gú của mày thôi. Cho dù tụi bay không có ý định săn tao hoặc là như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay gặp tao rồi thì tụi bay chắc chắn không còn lần thứ hai nữa đâu. Vậy hả? Vậy thì chết mày luôn, sợ mày gì? Mày hả mày? Siêu ly hay là Billy gì tụi ta cũng giết hết á. Rồi con này nó cũng bất tử như con kia rồi các bạn ơi. Bắn không bị gì luôn kìa. Ui. Bắn vô cái họng của mày nè.
Ui, nó bắn nó kinh như vậy mà nó không bị làm sao luôn kìa. Rồi vào đây. Ý da. Ui, nó chém người hả? Cùng chị em cùng phong xanh dương của mình rồi. Ý da. Này chắc mình lấy hả phóng lợn rồi mình chơi nó quá rồi các bạn ơi. Nó chém mình cỡ các bạn thấy không? Trời, nó phóng lợn rồi nha con. Này vô đây. Này vô đây. Ôi, mày dám chém ngựa ngựa đen siêu nhân của tao à? Ui, mất dạy. Mất dạy rồi con. Mất dạy nè. Kiếm mà được chơi phóng lợn hả mày? Kiếm mà được chơi phóng lợn nè. Ui, bắn đó. Trời nó anh em. Ây da. Mày nè. Ngày hôm nay mày gặp tao trên ngọn núi là mày xong đời mày rồi, Billy. Mày dám chém những người anh em siêu nhân của tao hả? Mất dạy. Ây da. Ây da, trời nó chém. Nó chém nhỏ Cường Phong Thanh Dương hoài luôn các bạn ơi. Mày nè, mày nè. Mày nè. Mày nè. Rồi, giỡn nó đầy đủ rồi các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ dùng súng này để mình cho nó lên đường. Giỡn mặt hả mày? Dám giỡn mặt với lại những người anh em siêu nhân cuồng phong của tụi tao hả? Queo luôn các bạn ơi. Này thì chém 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 này chém này. Vãi thật. Tự nhiên đi cắm trại gặp ngay nguyên con siêu ly luôn các bạn ơi. Rồi chết queo luôn. Thực thì con này nó cũng trong Puppy Time nha các bạn. Nó chung thế giới với lại Huppy Puppy á. Rồi ok các bạn. Và như vậy thì video clip này của mình tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip này của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Và bây giờ thì mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.